Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Bắc, chủ nhân của kênh Ngọc Bắc Ofica. Và hôm nay là video đầu tiên của mình. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn. Và cũng là video đầu tiên thì hôm nay mình sẽ vào mình ghép đội một trận đấu hạng và xin được gửi đến tất cả các bạn nhé. Nếu các bạn xem video mình thấy hay, thấy bổ ích thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách like và subscribe giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, hiện tại mình đó là mình mới lập kênh đồng 3 chứ không sao nào. Và giờ mình sẽ vào mình đánh các bạn nhá. Đây, vào chín luôn anh em ơi, ghép đội nhé. Ok luôn anh em ơi. Sẵn sàng nào. Ok, vậy đã vào trong phần chọn tướng rồi. Thì Gaiana đã tự chọn cho mình một vị tướng, đấy là vị tướng AD này. Thì mình sẽ chơi vị tướng AD này luôn nhá. Đây, tèo nát luôn. Đấy, mình có bộ trang phục giả hội này. Ồ, đẹp luôn anh em ạ. Thì lên sẽ là SB cho mình. Mọi sự đóng góp của tất cả các bạn thì các bạn cứ comment ở dưới link video hoặc là comment trực tiếp vào đường link Facebook của mình nhé. Mình sẽ đọc và tiếp thu những đóng góp của tất cả các bạn để mình có thể dần dần hoàn thiện hơn và có thể chơi những trận đấu hạng, những trận đấu hấp dẫn và cuốn hút để mang đến cho các bạn một sự giải trí cực kỳ thoải mái nhé. Ok, tên mình có Keywood này, Jeffy, Kahi, Villan và Teonat. Thì mình sẽ chơi trong tay mình là vị tướng teo nát nhé. Tem bạn cũng có teo nát luôn anh em ơi. À, tem bạn cũng có teo nát và ghi len luôn này. Ôi rồi tiếc thế nhỉ. Teo nát tem bạn không ăn được teo nát tem bạn. Ok, chiến công đầu bạn nha. Chính công đồ các bạn rất là lợi thế đấy, các bạn ăn được mạng đầu tiên rất là lợi thế các bạn nhé. Teo nát là cố thủ đau quá, cái thằng Hy Lan này. Teo nát rồi bạn. Trời ơi cơ. Điên thế. Mày hồi máu à? Các bạn chạy mất rồi anh em ạ. Rồi, cái này mình đi cướp bùa anh em nhé. Cái thằng Butterfly này ăn mạng rừng các bạn nhá. 3-0 rồi. Ok, vậy là cướp được cả bùa xanh các bạn nhá. Nào, ok chơi anh em. Hồi máu đi lên ơi. Quá xanh rồi các bạn. Cái thằng Hy Lan này mày không hồi máu à? Butterfly mà ui dồi, Hy Lan tao hồi máu rồi thì mày chạy đi đâu? Hy Lan tao hồi máu rồi mày chạy làm sao được? Quá mạnh các bạn ạ. À, Hy Lan tao bạn ạ. Ừ, ăn 6-0 rồi. 7-0 các bạn ơi. 7-0 các bạn ơi. 7-0 nhá. Mạnh
chưa, mạnh chưa các bạn? Cá hi tem bạn ạ. Cá hi ở ngoài. Cá hi này. Thật sự bây giờ mình rất là mạnh rồi anh em ạ. Đi cướp bùa anh em ơi. Thì các bạn nếu mà đi cướp bùa đấy thì các bạn nên dụ những con bùa vào trong bụi này. Đấy, vào trong bụi của này đấy. Thì các bạn dụ vào trong bụi của thì tem bạn sẽ không biết là mình đang ăn bùa, đang cướp bùa tem bạn nhé. Đấy, khi các bạn lấy lại thì mình ở trong bụi mình có thể là mình combat trước đối thủ. Thì mình được lợi thế hơn. Sổ mạnh quá rồi. Bây giờ tem bạn không ai có thể đánh lại mình rồi anh em ạ. Thật sự không ai thể đánh lại mình rồi. Quá mạnh rồi anh em ơi. Mạnh thế luôn rồi. Butterfly tem bạn ăn Zephy tem mình đấy. Khỏe quá các bạn ạ. Cái gì? Hồi máu không kịp thằng Kai này. Kai hết ngay của tao mà. Ê, không được đấy Kai nha. Lên đường mid anh em ơi. Mạnh chưa anh em? Giờ đứng đây ăn cả cây sơ luôn anh em. Ở đây ăn cây sơ luôn hơn gì anh em. Ôi ôi. Xem coi kiểu gì, coi ôm lan kiểu gì mà để mất cả trụ anh em. Ok anh em, mình vừa dịch chuyển đây anh em nhá. Em bạn nào. Cái gì? Em bạn ra đây, ra đây hết đi cơ nào. Ra đây hết đi. Không cho chạy anh em ạ. Không cho chạy chứ. Rio Ma này. Ôi mạnh dữ luôn anh em nhá. Ôi Kai đứng ở đấy một ulti, đứng ở đấy một ulti này. Ôi bây giờ mình quá xanh rồi, em bạn không có tầm, không có thể cỡ nào mà win được anh em ạ, lật kèo quá này. Không thể các bạn nhé. Điều đó là không thể luôn. Cũng ăn hết bùa rồi anh em. Bút tờ vào lại này. Ôi quả này phải bật cái cung, quả cung tà ma lên để quánh anh em ạ. Quả này phải bật cung tà ma lên thôi. Không nhớ hết máu đấy. Các bạn thấy không, cung tà ma hút máu ghê chứ các bạn.
mega kill bạn nha. Một máu quá ghê luôn. Ôi dồi ôi, mình ăn 25 mạng rồi anh em ơi. Mình ăn nhiều mạng quá rồi. Mình ăn nhiều mạng quá rồi anh em ơi. Đây anh em ơi, con rồng thần này anh em nhé. Đấy, ăn con rồng thần này anh em ơi. Rồi tay em cơ. Chúng nó chưa đẩy trụ hết thì còn chưa win được đâu anh em ạ. Chưa win được đâu anh em nhé. Ăn con cây sơ này anh em ơi. Các bạn, đây là rừng đây mình không ăn đấy. Tức là đáng lẽ phải ăn cây sơ và rồng anh em nhé. Ăn rồng và ăn cây sơ thì mới dễ win anh em ạ. Cái thằng Butterfly này nó khỏe phết anh em nhé. Các bạn thấy không? Butterfly này nó khỏe phết đấy, không có đơn giản đâu. Cái thằng Jeffy này mình cướp bùa xanh của nó mà không cướp được anh em. Ryoma và Kai. Úi trời ơi, mạnh dữ luôn anh em ơi. Mình còn chưa cần thả cây sơ đấy. Quá mạnh anh em ạ. Trời ơi. Đây anh em ơi. Cái gì Butterfly. Ôi, thả đường này anh em ạ. Lính chết hết rồi. Cái gì mà ulti mà chúng chiều nó cũng đau phết đấy. Thôi anh em ơi. Win mất rồi anh em ơi. Ôi, tại mình đang đánh nhà chính rồi, win rồi anh em. Và một trận đấu đầu mà mình ăn đến 30 mạng. Ghê quá anh em ơi. Quá là ghê gớm luôn, như đùa đâu. Ok, vậy là mình đã lên 1 sao bạn nha. Chắc chắn là trận đấu này mình được siêu thần Mega, siêu thần MVP. Thì mình đã đạt cả Mega Q và ăn đến 30 mạng, ăn nhiều mạng nhất em. Các bạn nhìn thấy, đó, quá là ok luôn. Đấy. Và mình thăng cấp lên cấp 9 các bạn nha. Đó là nhận được bộ trang phục vô văn nghệ của Crazy. Và tiếp trận sau mình nhận được vị tướng Natalia các bạn. Ủa 15.1, trời ơi, độ sát thương ghê gớm luôn này ạ. Vâng, vậy là video của đầu tiên của mình thì giờ thì đã kết thúc rồi. Mình xin phép dừng video tại đây. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Chúc các bạn xem video mình vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ cho Ngọc Bắc Africa bằng cách like và subscribe giúp mình. Bye bye.